Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Hãy tiếp tục lên đường trang bị âm thanh trong buổi chiều ngày hôm nay cho anh em khách hàng. Hôm nay thì một tập đơn chờ sẵn để phục vụ anh em đây. Với trang thiết bị âm thanh của anh em lựa chọn bên cảng Tùng Audio, vang ATC 8000 Ultra này, vang K1440 này, JBL T10 Pro cho anh em này, lông tiếng TD CB1000 này. Với cặp chân loa bên em vẫn đang có số lượng tốt cho anh em, và cả vang ETC K678 nữa, phiên bản vang cơ lai số JBL rất là chất lượng, bên em lên đường liên tục. Và ngoài ra có một cái mẫu sản phẩm mà anh em đang rất là chú ý đến, đấy là phiên bản vang LS5TX F108 mà được rất nhiều anh em đặt hàng. Các bác thấy hầu như ở phía dưới toàn là đơn hàng của anh em đặt hàng với LS5TX F108 thôi. Hôm nay rất nhiều đơn hàng đi trong ngày hôm nay phục vụ anh em. Đây là một trong những phiên bản mà bên cả anh em đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhất, giá thành khuyến mại bên em 1.150.000 đồng. Trong đó bên em bao ship toàn quốc, tặng giấy kết nối, hàng chính hãng, bảo hành lên tới 1 năm, nhận hàng chúng ta được kiểm tra hàng và định toán sau. Các tính năng bên em hỗ trợ cài sẵn rồi để có anh em nhận hàng chúng ta yên tâm hơn. Gọi điện trực tiếp bên em Tùng để nhận được thêm tư vấn nhá. Ok, và ngay bây giờ thì cùng em Tùng trải nghiệm các tính năng và chất lượng âm thanh đến từ mẫu sản phẩm và cơ lai số LS5TX F108 cho anh em khách hàng nào. Rất nhiều đơn hàng đã được đặt trong ngày hôm nay thì phụ anh em, thì bên em làm ngay video nữa gửi tận tay tận mắt cho anh em chúng ta kiểm tra những mẫu sản phẩm mà anh em đã và đang và sắp nhận về phòng hát gia đình đó nha. LS5TX F108 là phiên bản vang cơ lai số chính hãng, có đầy đủ tính năng chế độ để phụ anh em trong việc chúng ta chỉnh cơ, tức là vang cơ tức là vang số chỉnh cơ, tức là như là âm thanh số và có thêm nhiều hiệu ứng của những cái dòng vang số ấy, thì là nó sẽ gọi là một cái phiên bản hay, đó là phiên bản vang cơ lai số. Và anh em chỉnh cơ thao tác cực kỳ đơn giản, đó, anh em muốn thao tác chỉnh như nào thì nó làm sẵn trực tiếp ở trên thân máy rồi, với 16 tính năng chế độ từ echo, tính năng reverb, effect EQ, giải bass mix-up phần mix, bass mix-up phần nhạc, thêm chế độ cắt sút. Các cái tính năng này sẽ hỗ trợ trực tiếp cho hiệu ứng của anh em trở lên hay hơn với cái giọng hát, cũng như là bên em sẽ hỗ trợ cài sẵn tất cả tính năng này, nên khi các anh em nhận hàng về, kể cả người mới hay người cũ, chúng ta chỉ cần vặn cho em 3 phím tính năng âm lượng tổng trên này thôi, đó là mic tổng này, effect tổng nhạc này, âm lượng tổng nhạc ở đây, để anh em có thể là trải nghiệm âm thanh cách tốt nhất và không cần phải thao tác quá là khó khăn trên thân máy nữa, bởi vì em đã hỗ trợ cài sẵn tất cả tính năng tốt nhất cho anh em rồi. Để những anh em mà đang sử dụng âm ni, chúng ta muốn nâng cấp một con âm ni âm thanh vượt trội hơn với chế độ echo ngọt ngào hơn, dễ hát hơn, hãy sử dụng nâng cấp ngay cho em phiên bản LS5TX F108, bởi vì đây đang là một trong cái phiên bản thiết kế và được rất nhiều anh em lựa chọn trường phòng hoa gia đình ưng ý, đặc biệt là với những em nâng cấp về âm ni. Thay vì chúng ta sử dụng các phím chức năng hay là sử dụng thêm bộ chống hú thì sao, LS5TX F108 đã có thêm cho mình là 5 cơ độ chống hú để tăng chống hú tốt nhất cho dàn máy âm thanh gia đình. Các bác chỉ cần giữ cho em nút input thôi, giữ cho em trong khoảng 5 giây sẽ hiển thị ra chế độ FB chống hú nhé. Anh em hoàn toàn có thể cài lên chế độ cao nhất sẽ là số 5. Thông thường em sẽ cài ở chế độ 1 hoặc 2 để khi bác anh em sử dụng thì nó vừa có cái khả năng chống hú ổn định này và thoát âm thanh được tốt hơn. Thêm tính năng voice giọng nói là một tính năng rất là hay, tiện ích cho anh em làm công việc chuyên môn. Và ngoài ra với LS5TX F108 có rất nhiều cái đường kết nối đến nhạc khác nhau cho anh em lấy nhạc, cấp nhạc từ TV xuống máy tính hay điện thoại di động thông qua đường cổng cắm từ USB này, đường cổng quang này, Bluetooth này, quad-sial, đường AUX, AUX1, AUX2 cho em lấy tín hiệu trắng đỏ, TV, máy tính, điện thoại di động anh em cấp thoải mái vào là hoạt động và sử dụng thôi. Rất đơn giản, cực kỳ hiệu quả với phiên bản LS5TX F108 này. Ok, và ngay bây giờ thì cùng anh em trải nghiệm âm thanh đến từ phiên bản vang cơ lai số và được rất nhiều anh em lựa chọn đặt hàng bên cả Tùng Audio trong buổi chiều ngày hôm nay nhá. Alo, 1256787. Alo, 1256787. Alo, 1256787. Alo, 1256787. Alo. Ok, rất là tuyệt vời đúng không các bạn, đã được trải nghiệm âm thanh đến từ phiên bản LS5TX F108 với chế độ echo ngọt ngào cộng thêm các tính năng như là reverb sắc nét chuyên nghiệp, bass trung khép hiệu quả, kích hoạt trực tiếp vào chế độ giọng hát của em trở lên thanh thoát, dễ hát, đủ định tiếng cao nhất. Và ở trên mẫu sản phẩm này các bạn cảm thấy cái độ chống hú của nó tuyệt vời chưa, em ngồi rất là gần loa. Đây là một trong phiên bản vang cơ lai số và được rất nhiều anh em đặt hàng và lựa chọn, yên tâm và tin tưởng với cả anh em. Những anh em mà đã sử dụng qua dòng phiên bản này các bác anh em sẽ cảm thấy hài lòng. Và các bác biết tính em Tùng rồi, khi mà anh em khách hàng phản hồi tốt về những cái mẫu sản phẩm thì bên em luôn luôn phục vụ về thêm hàng phục anh em khách hàng. Và với phiên bản này thì em nhận thấy là đến 95% anh em khách hàng đặt hàng tại cửa Tùng Audio ưng ý và gật đầu. Và ngày hôm nay thì bên cửa anh em tiếp tục lên sóng cho anh em với phiên bản vang cơ lai số LS5TX F108, một trong phiên bản vang cơ lai số được rất nhiều anh em lựa chọn đặt hàng tại cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Đây là gửi trực tiếp cho anh em khách hàng chúng ta đang quan tâm đến bộ sản phẩm này. Giá thành em nhắc lại một lần cuối cùng, giá khuyến mại đặc biệt bên em 1.150.000 đồng, bao ship toàn quốc, tặng giấy kết nối, hàng sẽ được bảo hành tới 1 năm, nhận hàng được kiểm tra hàng và tính toán sau, bên em hỗ trợ cài sẵn tất cả tính năng tốt nhất nhá. Và anh em đang có nhu cầu phiên bản vang cơ lai số LS5TX F108 liên hệ ngay theo số điện thoại bên dưới màn hình. Xin chào anh em.